vâng ạ, anh cứ theo hướng đi anh ạ. Chết rồi, sức rồi. Ôi giời ơi, cái thằng này, mày làm ăn kiểu gì mà sức hay xe người ta thế ạ? Đâu, sức chỗ nào chị? Mày không nhìn thấy à? Mắt thì bị mù à? Đây này, vết sức đây này. À, cái này em thấy từ trước rồi. Chị đừng có mà đổ tội cho em như thế. Ôi cái thằng này, xe của bọn tao mới mua hôm qua đấy. Làm sao mà có vết sức từ trước được? Mày đúng là làm nghề không có lương tâm. Xấu phải để phúc cho con chó chứ. Có chuyện gì bù nào đây em? Anh, thằng này này, nó là sức xe của chúng mình anh ạ. Mà mai mình đi tiếp khách rồi. Anh, xử lý nó đi. Ôi rồi, chết rồi. Cái vết này, lúc nãy tao đem xe vào đây làm gì có? Giờ mày có đền cho chúng tao không? Hay để tao báo công an? Tôi đền không? Báo lại tài sản người khác. Anh chị vô lý nó vừa thôi. Ê, mày bảo ai vô lý? Vừa làm việc vừa đeo tay nghe, làm hỏng xe của khách, lại còn bảo khách vô lý à? À, tao biết rồi. Hay là mày ghen tị với bọn tao không có xe đẹp à? Cái loại lũ nhà quê như mày, tôi sẽ biến về quê đi. Đừng lên thành phố ban bán. Chị vừa phải thôi. Tôi ở quê lên, có phải ăn mày, ăn xin gì đâu. Nhưng mà đây không phải lỗi của tôi không đền. Mày, đi theo tao. Đi. Có chuyện gì đấy? Anh, xem lại nhân viên của mình đi. Làm hỏng tài sản của khách, chối bỏ trách nhiệm. Chú, anh đuổi việc ngay đi. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Hỏng đâu anh đền đấy. Nói anh nghe. Đấy, anh nói thế nghe còn được. Xe của chúng tôi chưa mua bảo hiểm. Coi như là bây giờ đền tiền sơn 5 triệu và tiền khấu hao xe cộ 5 triệu nữa. Tổng là 10 triệu, đền đi. Cái gì? Cô ăn nói hợp tình hợp lý tí đi xem nào. Cái xe của cô cậu ấy vào gara quen cùng lắm hết 5 lít. Thôi, nể chỗ quen biết, tôi giả hẳn triệu. Có cầm thì cầm. Tôi sẽ không lấy tiền. Nhưng riêng cái thằng này anh phải đuổi việc nó đi. Không có ngày phải hối hận đấy. Anh, em không làm, họ bu oan cho em anh ạ. Anh biết, mày cẩn thận. Đời nào làm sức xe của chúng nó. Thôi, đi làm việc tiếp đi. Dạ vâng. Sao anh? Mày có để ý đợt này Tuấn suốt ngày đeo tai nghe, không hiểu đâu, hiểu nghe bài gì. Em đố anh biết. Hay là bạc phận bạc phủ. Ôi. À, bây giờ anh cho mày 5 lít nữa mà mày biết nó nghe bài gì luôn. Thật nhá. Ok, nhận luôn. Đợi. Ê, ở đây. Tao không đùa đâu nhá. Ai đùa gì đâu. Mà đang nghe gì đấy? Cho nghe xem nào. À, nghe linh tinh thôi. Ở đây. Yêu ơi, yêu. Hay chưa? Báo cho nghe em thôi. Biết đấy. Đóng xe đi. Vô đi. À, vợ. Thôi em không cần nước nôi gì đâu anh ạ. Vô yên đấy. À, anh xin. Chúng mày tranh nhau nghe cái gì thế hả? À, đây. Anh nghe đi. Thì ra chú luôn hay ở bên gia đình. À mà anh này, hết tuần này anh cho em nghỉ nhá. Cảm ơn anh thời gian qua đã tạo điều kiện cho em làm việc. Chú nói thật đấy à? Vâng. Chắc chắn em sẽ quay lại thăm anh. Thôi, em làm việc tiếp đây. Đẹp quá. Nhưng mà cũng may, bắt đền được 5 triệu. Tối lại có tiền đi ăn cua. Mà dạo này kinh tế khó khăn quá anh ạ. Biết rồi, nói mãi. Bây giờ bọn mình qua nhà anh họ anh. Anh ấy sẽ giới thiệu một thằng em có thể cho mình vay tiền. Mà em của anh ấy cũng là em của mình.
chuyện nhỏ. Ừ, thôi đi thưa anh. Đấy. À, em nhận ra rồi. Thằng kia, sao bây giờ mày vẫn ở đây hả? Tôi ở đây thì làm sao? 5 năm trước tao nói mày như nào? Mày không hiểu hay là cố tình không hiểu? Anh chị vừa phải thôi, đừng có gây sự với tôi. Sao? Mày cứ thích gây sự ở đây thì làm sao? Mày cao quý quá nhỉ? Rửa xe mà, sao bao nhiêu năm nó chỉ là thằng rửa xe? Mà cứ như là mình cao quý lắm ý. Hai người vẫn vậy nhỉ? Giọng điệu ăn nói vẫn như xưa, luôn luôn khinh thường người khác. Ê này 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 này, ngày trước là mày có lỗi với bọn tao nhá, nợ có người chưa trả đâu. Đúng đấy, trả bọn tao 10 triệu đây. À, mà cái dạng vẫn đi rửa xe thế này thì làm gì có 10 triệu mà trả, chắc tiền ăn còn chẳng đủ. Thôi anh ạ, mình tha cho nó đi, không nó lại nghĩ rằng là mình bắt nạt nó. Bắt nạt người kém may mắn. Thôi, đi. Từ từ đã. Tôi trả tiền cho hai người, nhưng từ nay về sau coi như chúng ta chưa gặp nhau, được chứ? À, có được phải làm được ấy nhá. Ừ. Không trẻ con nó cười cho. Đọc số tài khoản đi. Đây. Đây, tiền đây. Nó có tiền thật anh này. Trông rách nát thế này mà cũng có tiền cơ à? Lại còn sĩ diện nữa. Này, bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy. Đủ rồi đấy. Từ nay chúng ta coi như không quen biết. Nước sông không phạm nước giếng. Tôi không gặp hai người nữa. Khoan đã. Số tiền mày nợ cách đây 5 năm rồi. 4 năm tính 10% tiền lãi. Trả thêm 5 triệu nữa đấy. Phải đấy, có tiền lãi nữa. Cái gì? Hai người quá đáng thế nhở? Thế bây giờ có trả không? Không trả thì nợ vẫn còn đấy. Lãi càng ngày càng tăng đúng không anh? Còn gì? Thôi được rồi. Nhanh lên. Được chưa anh? Còn coi lại như sau nhá. Rửa luôn hộ cái xe đằng kia nhá. Lần này đừng để trước ấy. Thái ạ. Ơ, ngồi đi. Vâng. Tình hình ổn không anh? Ơi, anh vẫn thế mà. Ai. Thế chú thế nào? Dạo này làm ăn hơi xuống anh ạ. Đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Anh có tiền thì cho em vay ít làm vốn, có tiền thì em trả. Ừ. Tiền thì anh không có sẵn. Nhưng mà anh quen cậu giám đốc của LKM, làm ăn được lắm. Thôi, ngồi chơi tí. Anh lấy cốc nước. Vâng. Ờ. Dành con này, mày vào đây làm gì? Tôi đến đây thì liên quan gì đến anh? Ơ cái thằng này, mày láo gì? Mày chỉ là thằng rửa xe thôi. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Cầm miệng lại, đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Tuấn. Ờ, anh. Đến ngồi anh một tiếng. Em ngồi đây. Ừ. Em có quà cho anh này. Ơi, quý hóa quá. Ơi, giới thiệu với Hoàng nhé. Đây là... Đủ rồi anh ạ. Thằng danh con này là nhân viên cũ của anh đúng không? Nó từ quê lên. Chắc là nghèo khó quá nên lên đây xin xỏ chút tiền đúng không? Im, nói gì ạ? Đây là Tuấn, giám đốc là LKM đấy. Anh bảo thằng này là giám đốc của LKM á? Phải, hôm nay nó đến thăm anh. Anh mới gọi chúng mày đến đây đấy. Anh đừng bảo là nó chính là cái thằng mà anh bảo muốn giúp đỡ bọn em ấy nhá. Đúng là nó đấy. Anh nói gì đi. Ủa Tuấn ơi, chuyện lúc nãy chúng tôi chỉ đùa một chút thôi. Số tiền đó tôi sẽ chuyển trả cho cậu. Nói chung là cái vết xước nhỏ thì quan trọng gì? Quan trọng là tình nghĩa anh em, đúng không? Cậu giúp tôi nhé. Anh Hoàng này, anh cũng hay thật đấy. Anh nên nhớ rằng sông có khúc, người có lúc. Có lúc lên voi, có lúc xuống chó.
đừng có thấy người nghèo mà khinh. Đừng nghĩ mình đi xe hơi mà khinh thường thằng đi xe đạp. À mà quên mất, tôi phải cảm ơn anh vì ngày xưa, cho nên tôi mới có ngày hôm nay. Anh này, anh em có thể giúp được, nhưng hai người này, em xin lỗi. Em về nhé. Ừ. Ở kia. Mày muốn gặp đi em. Said an easy goodbye. Always wait till it's too late. Just let it happen, leave it all up to fate. But there is a part of me, the memories just haunting me, telling me, begging me to listen to myself and let me be free. I don't wanna, I don't need to take it serious. She's trouble, move on, just do better, 'cause you're probably